được đấu chung với anh Hiếu thứ hai, theo em đó là một niềm vinh dự. Đó chính là thiên thời địa lợi nhân hòa. Và đó cũng chính là điều mà em định thử. Bây giờ em xưng anh em với anh cũng đang dùng là kính ngữ. Chứ ai đời Luna thứ nhất lại phải đi dạ Hiếu thứ hai. Ok, let's go. Không hiểu tại sao ban tổ chức lại xếp tôi đấu với cô ta. Bởi vì nếu cánh cửa ra về á, mà biết chào á, thì nó cũng sẽ nói với em là alo ha. Chắc là chương trình rất là muốn một cái trận đấu giải trí nên mới xếp hai đứa mình vô nha. Bởi vì một bên là ứng cử viên cho chức vô địch King of Rap, một bên là Luna. Bây giờ có ai hỏi em đấu với anh Hiếu thứ hai sợ không? Nó không là quá sai. Anh Hiếu lúc nào cũng cứ khua qua khua lại, cứ làm em chóng mặt. Tại vì xuất vào top 5 cũng chỉ có một người được đóng chặt. Em không biết em diễn thế nào, nhưng mà em sure một điều, người đang nghe em nói những điều này sẽ phải là người chóng mặt. Ê vô, anh đánh giá em rất là cao đó. Nhưng mà là ở phương diện sắc đẹp. Bởi vì anh cũng có những thứ đó, nhưng mà anh còn có ý chí sắt đá và câu từ anh sắc lẹm. Em là một con mồi ngon đó. Ai trong top 10 thì cũng đã thích thôi. Nhưng mà em sẽ vẫn được gọi là á hậu, bởi vì em chỉ thua người vô địch thôi. Người ta nói gì thì nói, Kiều Loan cứ nên làm á hậu. Em tham gia King of Rap với tên là Luna chứ có phải là Kiều Loan đâu. So, being in top 10 is my most proud moment. Because at that time, I will show your end. Ok, tới đây rồi thì mọi người có thể thấy là em cũng đã vào được khá sâu rồi. Nên là đấu với anh thì cũng đừng có nghĩ là chương trình mình hẹp hòi. Bởi vì cái chuyện mà em bị loại trận đấu này á, cũng giống như khuôn mặt của em vậy. Đó là đẹp rồi. Bước vào vòng đấu lần này thì đối thủ của mình là Luna. Xin lỗi Luna là mình không đánh giá cao Luna lắm. Mà bù lại thì Luna được một cái là trình diễn trên sân khấu thì rất là sáng. Cái đó cũng là thế mạnh của mình mà, nên là mình cũng không có sợ. Anh Hiếu thứ hai là một đối thủ không chỉ vừa có thế mạnh về rap và vừa có thế mạnh về performance. Và đây cũng không phải là một cái thử thách dễ với Loan đâu. Người sở hữu trong tay 102 like, tương đương với 102 triệu đồng. Đó chính là Hiếu thứ hai. Rap đối với mình là một công việc, một niềm đam mê và cả là một cái sự nghiệp luôn. Mình đã nghe rap được 5 năm rồi, nhưng mà cái hành trình mà mình bắt đầu viết á thì chỉ mới khoảng tầm 2 năm thôi. Cái điều mà làm mình hạnh phúc nhất là mình được nhiều người biết tới và những cái bài nhạc của mình nó được nhiều người nghe và nhiều người cảm nhận được nó. Còn cái điều mà mình cảm thấy ân hận nhất có lẽ là mình không có viết sớm hơn. Bởi vì nếu mà mình viết sớm hơn thì bây giờ mình đã có nhiều hơn rồi bây giờ. King of Rap nó là một cái nền tảng quá tốt và một cái bệ phóng cho tất cả các thí sinh và ngay cả mình nữa. Mình có thể có cái cơ hội để mình lên sân khấu và mình thể hiện ra đây là con người của tôi và đây là âm nhạc của tôi. Trải qua rất là nhiều vòng rồi, bây giờ là chỉ còn top 10 thôi thì mình cảm thấy là cái áp lực cũng càng ngày càng lớn hơn. Và cái sản phẩm của mình ngày càng phải hoàn thiện hơn và phải tốt hơn nữa. Ai mà tới với cuộc thi thì chả mong là mình chiến thắng. Và mình cũng mong là mình chiến thắng, nhưng mà mình mong mình chiến thắng trong lòng của người hâm mộ nhiều hơn. Và mình nghĩ là tới bây giờ mình cũng đã đâu đó đạt được một phần cái mục đích của mình rồi. Sau khi biết được là mình sẽ được hợp tác với chị Lily thì mình rất là vui. Bởi vì mình đã nghe nhạc chị Lily rất là nhiều rồi, cũng rất là thích cái nhạc của chị. Nhưng mà mình nghĩ là tới một cái vòng này thì mình muốn tạo một cái gì đó mới hơn, hơn là làm lại một cái bài cũ. Nên là mình đã cùng với chị Lily viết một cái bài hoàn toàn mới. Lúc mà vừa viết thì mình đã nghĩ là ok, mình sẽ viết một cái thứ gì đó lãng mạn ở trên sân khấu. Và đó là cái thử thách của mình, tại vì cái delivery của mình á thì trước giờ ít khi nào mà mình rap nhạc kiểu lãng mạn giống vậy. Sau thì lúc mà mình gặp được chị Lily và mình tập luyện với chị thì mình lại đặt cái kỳ vọng cao hơn. Mình muốn thử là ok, cái giọng của mình như vậy mình có thể đem lại một cái không gian nó chill chill tới khán giả hay không. Xin chào tất cả mọi người, mình là Lily. Và Ly và Hiếu đang đứng ở phía sau cánh gà đang đợi tới phần thi của Hiếu. Và cái bài hát này thì Ly và Hiếu viết trong một cái thời gian khá là gấp rút ha. Bài hát cũng rất là hay nha các bạn. Ly viết rất là hay. Hy vọng là Ly sẽ góp một phần nào đó cho Hiếu trong cái phần thi lúc này. Và thực sự là Ly rất là áp lực luôn. Tại vì đây là cái phần thi của Hiếu, mà Ly làm không tốt thì nó rất là ảnh hưởng tới Hiếu luôn.
Nhưng mà không sao, tại vì chắc chắn là chị em mình sẽ làm rất là tốt. Ok, chị cũng nghĩ như vậy. Không thua được đâu, chắc chắn. Chắc chắn. Go, let's go, go. Và ngay bây giờ, chúng ta hãy cùng make some noise cho Hiếu Thứ Hai với ca khúc Lời Đường Mật, cùng sự xuất hiện của nữ ca sĩ Lily. Do anh ấn tượng, và sau đó nếu có lần hai là do không sai gu. Nếu anh nhắn cho em lần ba là anh đang bấn vương. Còn nếu mà có nhắn lần bốn sẽ để lại like you. Ba câu đầu đủ làm em đậu như là haiku. Phải lặp lại câu cuối hai lần em ơi I like you. Người như em thì chỉ có một, I'm losing my cool. Quay trở về số không còn tim ngừng đập bên Mabu. Em làm tim để mất một nhịp là anh đâm đơn kiện. Nói với em tận lời hàm ý lý do anh thâm miệng. Đoạn này anh đang flow nhanh cho nó mau đó. Bởi vì em chính là nàng xuân anh ở cầm điện. Nếu còn lo là anh đào hoa thì em mới có bao giờ. Hay ở bên cạnh anh baby one more hour. Kim điện đợi đợi tiền vip vip. Gửi bài hát anh viết viết. Để nói cho tình yêu anh ta sẽ đỡ ra cùng nhé. Một hát ba lời nốt của anh. Có lời nào là lời thơ không em liệu. Có thể tí này đó chỉ ba lời đơn mật. Mới gặp vài ba hôm trước. Mình cần nhiều thời gian hơn. Để em biết anh biết anh muốn đến với em. Bằng cả tấm lòng. Take it slow vì em. Không đi đâu. Anh đừng đi nói lung tung các ngày. Anh không đi đâu. Hey. Nếu muốn cờ bỏ thì cho anh xem tay. Em sẽ ngã vào lòng của anh ngay đêm nay. Nếu anh là thần suy em là một đêm say. Vì anh như là cơn đố vân của em thì trên mây. Mang hình ảnh anh đen tìm kiếm em như là Google. Kiệt tác không phải là Doodle. Ứng cử bên Juliet thì anh đăng ký của anh Romeo. Với nụ cười đó thì phải lưu giữ trong vi bảo tàng. Cư xử như vị hào hán và lịch sử thuộc chiến lão làng. Và bước đến bên em anh không có đi sai đâu. Bảo vệ em có đêm buồn chén anh thuộc rồi G.I. Joe. Anh có một ý là uống hết ly đưa ta lên ban công. Hai đôi môi cũng chặt cho đến khi mai sau. Dù không phải là Peter Pan em làm anh yêu hết lần. Cứ yên tâm là sẽ vừa lòng vì tim mình đây có sai. Em chỉ là lý do khiến anh đây rap lắm. Lý do duy nhất làm em sẽ yêu anh tên là Hiếu Thứ Hai. Một hát ba lời nói của anh. Có lời nào là lời thật không em liệu. Có thể tí này đó chỉ toàn lời đơn mà. Mới gặp vài ba hôm trước. Mình cần nhiều thời gian hơn. Để em biết anh biết anh muốn đến với em. Vẫn cái tấm lòng. Just go vì em là con gái. Nên phải suy nghĩ hơi lâu đi please. Đừng vội vòng chỉ nói lời ngoài tai. Em sợ ông hứa sẽ về lấy anh. Lấy anh. Lấy anh. Này, lời còn ngọt chị em nghe thôi đây. Anh đừng đi nói lung tung các ngày. Có trái tim thì cõi lòng ngược và đi theo em thôi. Anh đừng đi nói lung tung các ngày. Sẽ cứ mãi ở đây nếu đặt nụ hôn mình lên môi. Anh đừng đi nói lung tung các ngày. Liệu thuốc trái tim thì sẽ không làm hai ta đâu em ơi. Anh đừng đi nói lung tung các ngày. Có trái tim như khỏi lòng ngực và đi theo em thôi. Anh không đi đâu.
Yeah, yeah. Và đó là Hiếu Thứ Hai và Lily. Juliet trước. Lily, đến với sân chơi King of Rap này, bạn hãy nói với khán giả về cái trải nghiệm kết hợp cùng với Hiếu Thứ Hai. Bạn bị ấn tượng bởi điều gì đầu tiên? Lời đầu tiên thì cho Lily xin phép gửi lời chào đến tất cả các vị giám khảo và các bạn khán giả ở đây ngày hôm nay. Lily đã biết đến Hiếu trước đây rồi, nhưng mà khi mà chính thức bắt đầu làm việc chung với Hiếu thì Lily rất là ấn tượng về cái sự nghiêm túc trong công việc của Hiếu. Đó là cái sự ấn tượng đầu tiên. Rồi, các bạn nghe nha, nghiêm túc trong công việc chứ không phải là đẹp trai nha. Cho em xin phép nói là cái sự đẹp trai của Hiếu thì ai cũng thấy cái điều đó rồi. Em nói thì nó bị dư thừa đi, nên là em không nói nữa. Không, tại vì mình như thế mới là ghi nhận á. Chuyên môn của bạn ấy, thái độ làm việc của bạn ấy đúng không? Chứ không dạ, phải đúng dừng rồi. Lại ở ngoại hình. Đúng rồi, thật sự. Dễ thương. Thế còn Hiếu, trải nghiệm lần này của bạn với Lily như thế nào? Trước đây em nghe nhạc của chị Lily rất là nhiều rồi. Em không bao giờ em nghĩ là có một ngày để em đứng chung sân khấu với chị Lily. Và nên là đó là một cái trải nghiệm mà em nghĩ là không có nơi nào có thể đem lại cho em ngoài King of Rap. Yeah. Cảm ơn những sự kết hợp đó, bởi vì khán giả chính là những người được hưởng lợi sau cùng từ cái thành quả lao động rất là nghiêm túc của cả hai bạn. Một lần nữa cảm ơn Lily đã đến với King of Rap. Cảm ơn mọi người ạ. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi sự xuất hiện trên sân khấu này đối thủ của bạn, Lona. Loan có cái lộ trình riêng cho điểm cuối cùng và cái ước mơ của mình, đó chính là trở thành một nghệ sĩ đa di năng. Và rap là một cái vai trò khá là quan trọng. Và Loan nghĩ là khi mà chọn với rap thì mình sẽ đón nhận những cái phản ứng tiêu cực từ mọi người. Tại vì hình ảnh của một gọi là á hậu Kiều Loan và một rapper Lona nó có những cái khoảng cách khá là lớn. Dù biết vậy nhưng vẫn chọn rap như là một cách để mà mình học hỏi thêm, và cũng như là một cách để mình đang rèn luyện thêm cái khả năng để thực hiện được cái cuối cùng của mình, đó là trở thành một nghệ sĩ đa di năng. Khi mà đến với King of Rap thì cái sự công tâm giữa các thí sinh với nhau và không có quan trọng quá nhiều về cái danh vị trước đó của Loan lại là một cái Loan rất là thích và cảm thấy may mắn. Cho đến thời điểm hiện tại thì Loan có thể nói là một trong những thí sinh mà nhận nhiều lời góp ý nhất, thì Loan nghĩ là cái đó là cái mà mình đang cần và Loan không có ngại. Và cũng chính vì lý do đó nên khi mà mọi người cố gắng 10 lần thì Loan phải cố gắng hơn như vậy 100.000 lần nữa. Tại vì mình phải cố gắng vì mình còn non là cái thứ nhất, và cái thứ hai nữa là mình phải thay đổi những cái định kiến của mọi người. Ở vòng này thì Lona được feat chung với anh Phúc Du, một người anh mình rất respect. Bởi vì anh Phúc Du là một rapper rồi, cho nên những cái kinh nghiệm mà anh có được là anh có thể dễ dàng hỗ trợ mình nên cải thiện cái này, nên cố gắng hơn ở phần kia chẳng hạn. Thì Lona cảm thấy mình may mắn là ở điểm đó. Nhưng mà cái khó thì lại là nếu như mà cả hai rapper mà đều rap với nhau thì một bài nó sẽ rất là đều. Cho nên là Lona đã thống nhất với anh Phúc Du là chọn một bài hát. Và khi mà mọi người theo dõi thì Lona nghĩ là sẽ tạo những cái hiệu ứng tốt. Tại vì bản thân Lona ngoài là một rapper ra thì trong tiết mục này mình còn là một singer nữa. Bài này thì mình có 2 verse, Lona cũng có 2 verse, nhưng mà một điểm cộng nữa là chính là Lona có hát, thì mình cũng thấy đấy là một cái rất là hay. Và cho đến thời điểm hiện tại thì mình cảm thấy là mình đã quen được với cái sân khấu, nhưng mà còn những cái khác, ví dụ như là về cách trình diễn performance phụ thuộc vào trong cái freestyle rất là nhiều. Và thường thì khi mà mình freestyle thì mình có một cái hạn chế, đó là mình rất là ít khi mà mình control được cái năng lượng của mình, và đó cũng là một cái khá là khó khăn. Vì khi với band nhạc thì nó sẽ có nhiều điểm chuyển, nhiều cái đoạn ngẫu hứng, và đôi khi là cái nhịp nó sẽ không thể nào mà như là máy tính đánh. Nó có thể khiến cho người trình diễn rất là dễ bị lệch. Nhưng mà mình nghĩ là nó là một cái nó nâng cao cái chất lượng của bài hát lên rất là nhiều, đặc biệt là trong một buổi diễn live. Đây cũng là một trong số ít lần mình diễn với band, vậy nên thành ra mình cũng rất là háo hức cho cái bài trình diễn lần này. Anh nhớ mấy câu của em mà, tí nữa đến mấy đoạn của em anh ad lib cho. Em nghĩ vậy nó đỡ trống hơn. Nhưng mà cái lúc mà hai anh em mình di chuyển sân khấu thì ban đầu là với nhau, em nghĩ là sang vơ 2 thì mình di chuyển lên trên sân khấu xíu, xong rồi nhìn nhau đập, xong rồi từ từ đi lại. Chứ mà đứng gần nhau hoài em sợ nó bị chấm sân khấu. Mỗi người một bên đúng không? Xong rồi tới đoạn em sắp hát hook, em rap xong em hát hook thì mình vô lại. Cố lên. Và Lona với ca khúc Cô Nàng Anh Thích. Nào các bạn ơi, hãy cùng make some noise cho sự xuất hiện của
Phúc Vô. Kìa sao đấy nè anh à anh ơi, nói em nghe một câu cho lòng đỡ chơi vơi. Thường ngày em toàn làm thính giả, để ẩm ự đi gì đấy, nói em nghe đi úi xài. Xa em là cảm giác thật khó để anh làm quen, như là cả thế giới ưng đỏ cũng chuyển thành xanh và đen. Yêu em đến mức anh ghét nhất chữ và, vì nó ngăn cách ở giữa anh và em. Anh hay ngắm bầu trời xanh chuyển đỏ, mơ hàng giờ mong chờ đến. Tình anh như con thuyền nhỏ, vì mỗi ngày nó đều vô bờ bến. Cô nàng anh thích đến và đem bình minh thật bất chợt. Cô nàng anh thích để làm con tim của anh bớt chợt. Cô nàng anh thích cho anh biết được tình yêu là gì. Cô nàng anh thích cho hồn anh bay như là diều, yeah. Cô nàng anh thích không tin vào những chuyện cổ tích. Cô nàng anh thích liệu anh có phải anh chàng em thích. Cô nàng anh thích trong trẻo như ngọc bích xanh. Cô nàng anh thích đến bao giờ thì em mới thích anh. Đừng là một học sinh giỏi toán, nhưng trong việc yêu thì em lại cực su. Ai ở đây mà chả biết phúc du. Em càng nhỏ bé thấy tình yêu này chưa đủ. Em ra cư cấp 4 và luôn cao thượng. Tài chính thiếu thốn nhưng cũng đủ cho mượn. Và tình yêu em nếu là muốn cho vay, thì lãi suất em trao trả chỉ bằng cái thơm một ngày. Look at my eyes, hope never die. Hy vọng đừng tin mà có tất cả rồi bay. Tương tư bao lâu em trẻ xin family, để được phép làm em trong thoáng MC. Tại sao lại yêu người như em trước công việc sự nghiệp, ngoại hình chẳng bằng ai. Tại sao với mỗi em thì anh lại tình tứ thần tượng ở Việt Nam. Chả biết đến bao giờ, nói yêu anh là giấc mơ. Nếu không thể cứ nói đi anh, đừng để em đây phải bơ vơ. Nói yêu phải ngờ ngàng, cuộc sống đây quá vội vàng. Nếu đang chân lạc bước bên ai, em vẫn ở đằng sau ai. Đừng để em đây phải bơ vơ. Instagram không một đàn anh thích. Em tuyệt vời, anh luôn chấm em điểm 10, nhưng mà giáo viên mắc bệnh thành tích. Cô nàng anh thích không dễ say chỉ bằng vài câu ca. Không mong manh như cành hoa trước gió, nhưng cũng không lạnh lùng như là em xấu xa. Có khoảng trống trong tim anh để mãi, in trong đó ảnh dáng em. Tóc em đâu có để mãi, sao anh không thể nào thấy chán em. Nếu một bức hình hơn vạn lời nói, lý do yêu em chắc cỡ bộ phim. Nếu yêu thương em là sự buộc trói, thì cứ để con tim anh làm con tin. Định luật Newton thì có quá là buồn khó, vì lực hấp dẫn chẳng cần có lý do. Thích thì thích thôi nhưng mà em lo, vì đáp số cuối cùng mới lại lượng như cơn gió. Oh no, yêu được phúc du anh chẳng thích. Cô bạn bảo em tụi trẻ là phải nhích. Thì cô đơn trong mùa dịch, đêm đêm FaceTime được anh phúc hát su. Bất chợt thấy tim em bất chợt, chẳng cần mây say cứ thấy lòng liêu siêu. Vì mẹ anh rapper có răng vàng thì hay đồn vang rằng phúc du mà thả thính thì biết đến đi cũng phải yêu. Này cô nàng anh ta anh thích, đừng vì gia cảnh mà khuôn mặt cúi xuống. Hy vọng tình yêu của ta sẽ no twist nên ngỏ lời yêu. Chả biết đến bao giờ, nói yêu anh là giấc mơ. Nếu không thể cứ nói đi anh, đừng để em đây phải bơ vơ. Nói yêu phải ngờ ngàng, cuộc sống đây quá vội vàng. Nếu nó chẳng là bước bên anh, em vẫn ở đằng sau anh. Thế thì bây giờ ấy, em có muốn làm người yêu anh không? Dạ, thôi anh đợi xíu nghe. Em chạy về em hủ máy em đã. Bye bye, bye bye. Nào các bạn ơi, cùng give it up for Phúc Du và Luna. Luna không cần về hỏi má đâu, hỏi mấy anh mentor ở đây này. Hay hỏi anh em siêu biết ngay nè. Em siêu thấy đôi này đẹp đôi không ạ?
Nói thế nào nhỉ? Ở nhà Phúc Du ở ngoài Hà Nội nó có cái dàn Thiên Lý. Mình mà nói ra là dàn Thiên Lý nó đổ. Cảm ơn anh Hưng đã không nói ra. Còn Lona, cái việc mà bắt gặp với một nam rapper trên sân khấu và cuốn cùng với anh ấy thì Linh nghĩ đây có lẽ là lần mà cháy nhất của bạn từ trước đến giờ nhỉ? Dạ đúng rồi ạ. Thật ra khi mà em nghe là em sẽ được gọi là anh Phúc Du hỗ trợ phần trình diễn của mình thì em cảm thấy khá là thú vị và háo hức, tại vì bản thân mình có thêm những cái cơ hội. Anh Phúc Du đã tạo điều kiện cho em bằng một ca khúc mới là Cô Nàng Anh Thích ạ. Mọi người thấy sao ạ? Tôi cũng đang muốn hỏi Phúc Du về cái sự đầu tư đó dành cho Lona. Có phải là một cái sự ưu ái đặc biệt không? Hay đây là sự ưu ái dành cho King of Rap? Trước tiên là em xin gửi lời đến chương trình King of Rap. Cảm ơn tất cả mọi người, ban tổ chức, khán giả, tất cả các vị mentor vì cho em cơ hội hôm nay được đến và trình diễn. Cô Nàng Anh Thích là một bài mà em viết tặng một cô gái khá đặc biệt của em. Và em cũng chưa bao giờ có ý định release, nhưng mà tự nhiên có một cái cơ hội này và em thấy bài này khá phù hợp với Lona. Và cái cơ duyên đấy là có lẽ là nó tốt cho cả Lona và cả King of Rap. Linh hỏi nhỏ xíu là đã kịp rap cái bài đó riêng cho cái cô gái đó chưa? Em rap được khoảng 4 câu thì cô bảo xến quá thôi. Xến quá thôi, đồng ý luôn đi, khỏi rap đúng không? Vâng, thế nên là... vâng, đấy. Thì cái câu trả lời này lý giải cho cái câu dàn Thiên Lý của anh MC U đúng không? Còn một câu hỏi nữa Linh muốn hỏi. Đấy là các khán giả xem King of Rap từ những tập đầu hỏi: ủa tại sao không có Phúc Du? Thực sự thì trong cái khoảng thời gian trước thì em cũng thi khá là nhiều. Và đến khoảng thời gian này thực sự em muốn dành thời gian tập trung làm nhạc. Thế nên là cũng không dám đi thi. Nhưng mà thực sự là nếu như mà King of Rap diễn ra sớm hơn một chút thì có khi là em bây giờ đang đứng đây thi rồi, không phải? Yeah, yeah. Cảm ơn lời nói đó của bạn. Nó tiếp thêm động lực rất là nhiều cho những người tổ chức chương trình này. Một lần nữa xin được cảm ơn Phúc Du đã đến với King of Rap. Cảm ơn mọi người. Và bây giờ Lona ơi, chúng ta sẽ cùng đứng ở sân khấu này để cùng chào đón sự quay trở lại của đối thủ của bạn trong phần thi đấu này, chính là Hiếu Thứ Hai. Xin mời. Bây giờ sẽ là những lời nhận xét của các vị mentor ạ. Anh Liu Shi đi. Hôm nay cả hai bạn đều đem những cái năng lượng rất là tích cực đến cho sân khấu của chúng ta, đem đến sự mới mẻ, tươi trẻ. Và mình thay mặt của tất cả khán giả ở đây, mình xin cảm ơn hai bạn về điều đấy rất nhiều. Cảm ơn. Cảm ơn. Những gì mà mình biết về Hiếu thì bạn bè của mình, những người mình quen thì hầu như là cả nam cả nữ đều thích nhạc Hiếu. Thì điều đó nói lên là bạn có một sức hút rất là tốt. Tuy nhiên thì anh muốn nhìn thấy Hiếu Thứ Hai một cái phong cách thật mới trong những cái tác phẩm mang những cái tính chất khác mà có thể khiến cho những rapper khác nghe và nể phục mình nhiều hơn. Cảm ơn này. Về Lona thì anh thấy là những cái điểm yếu của em từ những vòng trước em đã dần dần khắc phục được, và phần lyric cũng tốt hơn. Gần đây thì anh có đọc được một số bình luận trái chiều của những cư dân mạng thì không biết em có đọc được không. Anh muốn em hãy bỏ ngoài tai những cái lời nhận xét đấy và mình hãy thực sự nghiêm túc trong âm nhạc. Ông trời sẽ không bao giờ phụ lòng tất cả những ai mà cống hiến cho âm nhạc mà không màng đến danh lợi và tiền bạc. Ở bên ngoài thì em có thể là một á hậu, nhưng khi em đứng ở trên này thì em đích thị là một người nghệ sĩ rồi. Yeah. Khi mà làm một nghệ sĩ ấy, thì phải trải qua rất là nhiều những cái khó khăn mà chúng ta phải học hỏi và biến tất cả những cái thứ mà mình học hỏi được thành một cái năng lượng tích cực. Anh muốn chia sẻ điều đấy với em. Em cảm ơn anh rất nhiều ạ. Có lẽ là rất là quý trọng những lời chia sẻ đó, không đơn thuần là những lời nhận xét mà rõ ràng là những lời mà một người anh gửi gắm đến những đứa em của mình đúng không ạ? Cảm ơn anh Lee Shady. Big Daddy sẽ là người nhận xét tiếp theo đúng không ạ? Thật ra nhìn Hiếu và Lona rất là đẹp đôi. Khi mà đứng cùng một khung hình, cả hai bạn đều có visual rất là tốt. Xuyên suốt những cái vòng mà anh theo dõi thì cả hai đều cho mọi người thấy được rằng mình có khả năng trình diễn, mình có khả năng làm chủ sân khấu. Lona thì ngày hôm nay bài biểu diễn của em, anh cảm thấy là em đã rất là cố gắng rồi. Em rap một cái verse xong em lại đến một cái hook mà em hát, cái tông rất là cao. Công việc sự nghiệp ngoại hình chẳng bằng ai. Tại sao với một em thì anh lại tình tứ thần tượng ở Việt Nam. Chả biết đến bao giờ, nói yêu anh là giấc mơ. Nếu không thể cứ nói đi anh, đừng để em gây phải bơ vơ.
kết quả của đương nhiên cho nữa thì mọi người vẫn luôn luôn thấy một Lona đã rất cố gắng ở sân khấu của King of Rap, và anh rất là trân trọng những cái điều đấy. Về Hiếu, hôm nay em vẫn tiếp tục giữ được cái phong độ của mình khi mà em diễn ở trên sân khấu. Anh nhìn sang bên khán giả này mà bên này có vẻ là khá là nhiều bạn nữ, mà cái sân khấu nó rung, nó rung mà anh hình dung như nó sắp rụng luôn. Anh thấy nó rất là rung. Rõ ràng là cả hai bạn đến với cuộc thi này, chúng ta cũng được rất là nhiều thứ, được cả những lời khen và cả những sự chỉ trích. Tuy nhiên thì anh nghĩ đấy là cả hai cái yếu tố mà một người nghệ sĩ cần phải tích góp được thì chúng ta sẽ hiểu được rõ bản thân mình và muốn biết được là mình muốn cái gì, mình sẽ đi trên con đường như thế nào. Chúc mừng phần biểu diễn của các em trong buổi tối ngày hôm nay. Em cảm ơn anh. Cảm ơn. Anh muốn đi sâu vào phần chuyên môn một tí. Trước tiên là Lona, anh thấy sự thay đổi của em ở vòng này từ cái cách viết lời cho đến cái cách em sắp xếp bố cục bài, anh cảm thấy tốt hơn rất nhiều so với những vòng trước. Nhưng mà có một cái vấn đề là khi em chọn một cái flow đơn giản thì những cái điểm nhấn trong câu cần phải làm rõ lên, thì anh nghĩ là phần trình diễn nó sẽ tốt hơn. Còn điều thứ hai, em tiếp tục thể hiện rằng mình là một người có một cái flow rất là bắt beat và một cái cách thể hiện giọng đọc rất là rõ ràng. Anh cảm thấy tuyệt vời. Cảm ơn. Cảm ơn anh OK. Xin chào Lona và Hiếu thứ hai. Cả hai phần trình diễn của các bạn đều có một cái điểm chung là giống như mình đang thưởng thức một cái buổi nhạc kịch. Cả hai đều có những cái cố gắng rất là nhiều trong suốt mùa giải vừa qua. Và mình cũng muốn nói cái điều này với tất cả mọi người. Đôi khi mình có những cái lời lẽ đánh giá về một người mà nó dẫn đến tiêu cực, điều đó không nên. Suy cho cùng là tất cả ai trong mùa giải này cũng đều rất cố gắng rất là nhiều. Luna cũng đã đi được một chặng đường khá xa đến bây giờ rồi. Anh đánh giá cao cái đam mê ca hát của em, cũng như là vũ đạo và lời nhạc của Hiếu. Đây là một cặp đấu khó cho những mentor. Hai bạn rất là hay. Cảm ơn chú bạn. Ngày hôm nay không chỉ có mentor mà còn có những người anh trong làng rap, những người mà thậm chí là các bạn nếu như mà yêu rap thì đều yêu mến những nhân vật này. Cái đường link của King of Rap mà các anh share lên đó thì giúp cho chúng tôi tiếp cận được gần hơn với các khán giả, đặc biệt là các khán giả yêu rap. Và các khán giả khi mà họ bình luận vào đó, họ cũng nói là nếu như những lời nhận xét này của các anh ở trên mạng xã hội mà mang lên sân khấu thì hay quá. Thế cho nên ngày hôm nay là họ có mặt ở đây. Linh thay mặt ban tổ chức muốn nói lời cảm ơn rất nhiều đến ban cố vấn, sự có mặt của MCU và Torai Nai trong buổi tối ngày hôm nay. Và mình nhận xét ở nhà, ở trên mạng xã hội nhiều rồi, hãy nhận xét trực tiếp sau phần trình diễn mà các anh xem của Hiếu thứ hai và Lona MCU. Với tư cách là một người không giỏi làm nhạc lắm mà chỉ thích viết lời thôi, thì có lẽ đây là trận đấu có nhiều punchline nhất trong tối ngày hôm nay, mình thấy như thế. Rất nhiều phép chơi chữ, rất nhiều phép so sánh thú vị. Thực sự là như vậy, khá là bất ngờ. Hai bạn có một cái điểm chung đều được coi là những người có khuynh hướng hơi thị trường. Và khi mà cứ nhắc đến hai chữ thị trường thì chúng ta cảm thấy nó có cái gì đấy là kém đầu tư. Nhưng mà không, đây lại là một trận đấu mà mình thấy có sự đầu tư khá là nhiều. Mình xin phép được nói về phần của Hiếu trước. Bản thân mình cũng biết đến Hiếu từ thời gian trước cả King of Rap cơ, thì mình cũng có thấy Hiếu thứ hai bắt đầu xuất hiện ở đấy, một cái tên rất là lạ, viết không giấu lại còn liền nhau, mình hơi dị ứng cái đấy. Nên tự nhiên bắt đầu thấy cậu này cậu nào. Trước khi nói về phần nhạc nhá, thì thực sự khi cái phần trình diễn của bạn và Lily ấy, màn trình diễn đấy rất là ăn ý, và có thể nói Hiếu thứ hai là thanh niên số hưởng nhất cuộc thi này khi lúc nào cũng gắn với những cái mỹ nhân ở bên cạnh. Anh không đi đâu, anh không đi đâu. Anh đừng đi nói lung tung các ngày. Anh không đi đâu, hey. Nếu muốn cờ bỏ cho anh xem tay, em sẽ ngã vào lòng của anh ngay đêm nay. Nếu anh là thần suy, em là một đêm say. Vì anh như là cơn đấu vân của em thì trên mây. Về lyrics thì thực sự là khá là đáng yêu. Rất nhiều phép chơi chữ rất là thú vị. Ví dụ như là ở đây có câu không phải Peter Pan nhưng mà em làm anh yêu hết lớn. Peter Pan thì không bao giờ lớn. Vâng. Thế rồi thì là có một câu nữa mình cũng rất là thích. Cứ yên tâm sẽ vừa lòng, tim anh đây có size, đúng không? Khi nghe mấy cái câu đấy mình cũng nghĩ ra một cái câu. Khi thấy hình tượng trai hư của Hiếu lại kết hợp với Lily rất là đẹp, mình mới nghĩ là nghe cái bài hát của em ấy giống như là đựng rượu, trai hư thì phải đổ vào ly. Đó.
rất là ấn tượng, mình rất là thích cái phần trình diễn của bạn. Tiếp theo là đến Luna. Chia sẻ thực lòng, trước khi đến ngày hôm nay thì Luna vẫn, mình nghĩ là được đánh giá là thí sinh có thể nói là bất lợi nhất trong cuộc thi này. Nhưng mà lyrics của Luna thì mình thấy rất là ấn tượng. Đặc biệt là câu này, không biết là Hiếu thứ hai có xem không, nhưng mà thần tượng ở Việt Nam chẳng có anh thứ hai. Mình nghĩ là Luna đã tuyên chiến với bạn một cách rất là gắt rồi đấy. Đó là diss đó. Diss trong this một cái bài rap lớp. Đó là diss. Bằng một bài rap lớp rất là ấn tượng. À, thế Lão Cửu có ý kiến gì không? À, mình cũng thấy thú vị câu đó, trong một cái bài rap lớp mà cũng ngầm diss luôn. Đúng không? Mà em có ý đó không? Hay là vô tình nó trùng hợp? Có đó. Em cố tình đúng không? Có đó. Flow thì cả hai bạn đều đi chung một cái flow từ đầu tới cuối luôn. Hiếu hay hơn ở chỗ là cũng là cái flow kiểu vậy, nhưng mà nó không bị nhàm. Luna thì không làm được vậy nhưng mà được cái hát. Lyric của Luna mình cũng có ấn tượng một cái đoạn mà đảo vần liên tục, đúng không? Ví dụ như là cái câu bất chợt nhỉ, em thấy tim bớt chật. Rồi vì mấy rapper có răng vàng thì hay đồn vang rằng. Nếu thứ hai em có rất là nhiều lợi thế, nhưng mà anh khuyên em là đừng có chủ quan, tại vì cái gì mà nhiều quá nó cũng chán. Nói chung là em sinh ra để rap cái kiểu mà sang luôn á, cái giọng em cũng sang, cái ngoại hình em cũng sang, rồi những cái lời lẽ, những ý tưởng của em nó cũng kiểu như là một cái công tử nào đó, nghe là mình có cảm giác vậy liền, đó là cái chất của em. Nhưng mà em cố gắng em gọi là thêm màu sắc cho nó. Cảm ơn anh, em sẽ tiếp thu chắc chắn. Cảm ơn các vị cố vấn, những lời nhận xét của các anh có lẽ là giúp cho các thí sinh của King of Rap rất là nhiều. Rõ ràng đây là một cái cặp đấu rất là khó, những bất ngờ thì còn đang chờ phía trước. Hiếu thứ hai, nếu như đây là cái cơ hội cuối cùng để mình nói một cái điều gì đó với quý vị khán giả, thì Hiếu sẽ nói điều gì? Mình muốn thể hiện cái sự tiếc nuối, bởi vì thật sự mình chia sẻ thật lòng là trước cái trận đấu này và cho tới khi là mình tổng duyệt, thì tự nhiên cái mình bị mất cái ý chí đi, mình mất cái niềm tin mình chiến thắng, mình mất cái tham vọng của mình. Đó là cái lý do mà làm cái phần trình diễn này mình cũng không hài lòng lắm. Hy vọng là nếu mình có cơ hội vào chung kết thì mình sẽ cho mọi người thấy những cái thứ mà nó còn khủng khiếp hơn nữa. Yeah. Vậy còn Luna, đặt bạn vào trong một trường hợp tương tự, bạn sẽ nói gì? Đây không phải là lần đầu tiên mà Luna tham gia một cái chương trình thực tế, và cũng không phải là lần đầu tiên mà mình đón nhận những cái lời chỉ trích trái chiều như vậy. Nhưng mà Luna tin rằng là mình luôn có một cái đầu lạnh để biết được là cái nào mà người ta góp ý thì mình sẽ cố gắng sửa, và cái nào nó không mang tính chất xây dựng thì Luna sẽ để ngoài tai. Luna nghĩ đó chính là một cái bản lĩnh của người nghệ sĩ, và đến top 10 này rồi thì Luna đã biết mình là chắc chắn là mình có máu nghệ sĩ và mình phải đi con đường đó cho được. Và lời cuối cùng Luna sẽ nói là nothing is impossible. Không có điều gì là không thể. Và có lẽ là chúng ta sẽ phải đến với kết quả ngay thôi. Hiếu thứ hai mang đến hình ảnh hơi ngông nghênh một chút của anh chàng bad boy và những ca từ rất là bắt tai. Còn Luna lại cho thấy sức quyến rũ của một nàng hậu tham gia một chương trình về nhạc rap. Ai sẽ đi tiếp? Chặng đua cuối cùng của King of Rap ở trận chung kết sẽ gọi tên. Hiếu thứ hai xin được chúc mừng. Hiếu thứ hai sở hữu 11,37 điểm. Điểm giám khảo là 5,65 và điểm voting là 5,72 điểm. Luna sở hữu 8,63 điểm với điểm từ giám khảo là 4,35 và điểm bình chọn của khán giả là 4,28 điểm. Chúng ta một lần nữa gọi tên thật lớn Luna vì hành trình rất đẹp của bạn ấy tại King of Rap. Luna, 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 Luna. Cảm ơn mọi người rất là nhiều ạ. Xin cảm ơn các bạn. Cũng có cái tiếc chứ. Tiếc rất là nhiều thứ. Ví dụ như là Luna rất ghét con số 10. Tại vì bản thân mình lúc mà mình vào top 10 Miss Grand International là mình đã tức rồi. Xong bây giờ lại vào dừng ở top 10 nữa. Nói chung cái số mình giống như là nó không thể vượt qua khỏi cái số 10 ấy.
À, và cái tiếc nữa đó là Luna nghĩ là với cái sự đầu tư của anh Phúc Du cho mình tại King of Rap đó là một bài mới, nhưng mà mình chưa thể làm cho cái bài đó nó cháy hết mình. Luna nghĩ là mình giao tiền cho anh Hiếu thứ hai thì mình cũng khá là tự tin, tại vì trong đó có tiền của cả Luna, của anh Viva Chico và của chị Thi nữa, cho nên là anh Hiếu thứ hai không phải là cố gắng vì bản thân em hay là bản thân anh nữa, mà anh phải cố gắng vì tất cả những cái đồng tiền mà anh đang giữ đó. Và em hy vọng rằng anh Hiếu thứ hai thì có thể thật là thành công trong cuộc thi lần này, và nếu như là cần có cái sự support hay giúp đỡ nào thì em vẫn sẽ sẵn sàng. Cố lên. Vào top 5 thì ai cũng đã là giỏi rồi, nhưng mà hy vọng là mọi người vẫn giữ tiếp tục cái lửa đó, tiếp tục cái nhiệt huyết đó, và mình chiến đấu chỉ còn một vòng nữa thôi. Hy vọng là mọi người sẽ cố gắng hết sức. Yeah.